Chào mừng mọi người đến với chương trình Món Rau Hạnh Phúc cùng Kiwi. Không biết bé nhà các bạn thì sao, nhưng bé nhà mình lúc trước rất không thích ăn bông cải. Tuy nhiên, mình đã phát hiện ra một bí quyết giúp cho bé đòi ăn bông cải mỗi tuần. Đó là món jelly rau củ que kem với cách làm hết sức là đơn giản cùng Kiwi mà mình sắp giới thiệu tới cho mọi người. Bông cải xanh chúng ta cắt nhỏ và rửa sạch với nước muối loãng. Các nguyên liệu còn lại, mình sẽ cắt hạt lựu vừa với kích cỡ que kem. Luộc nhanh với một ít muối sẽ giúp cho tôm, rau củ và bông cải xanh giữ được chất dinh dưỡng rất tốt. Nước dùng gà làm nền cho jelly chính là bí quyết cho món ăn của chúng ta đậm đà hơn. Chúng ta sẽ đổ các nguyên liệu theo tầng để tạo sự bắt mắt. Đổ xoay vòng khiến cho jelly vừa kịp đông nhẹ để các tầng tách biệt. Mình nghĩ cách ăn mới mẻ với bông cải xanh này sẽ dễ thu hút mọi người nếm thử lắm đấy. Bây giờ mình cùng ăn thử nhé. Vị ngọt thanh của rau củ và nước dùng hòa với nước sốt mè rang Kiwi tạo nên một sự đậm đà vừa phải, rất thích hợp cho những bữa ăn xế hoặc làm khai vị. Hãy cùng Kiwi ăn nhiều rau hơn mỗi ngày nhé.